Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hệ phái Cấp sĩ, chân lý, Thành hội Phật giáo Hồ Chí Minh, ấn hành. Tổ sư Minh Đăng Quang, chân lý, pháp thí Thiện Nam đồng hiệp trí, ấn tông tín nữ thảy Lưu Tông, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Mỗi mảnh y là mỗi niết bàn, ngâm dòng thơ trầm mặt sầu tan. Khi đã tình bên mê là giác, thì trong đèn cho có thể sang. Mô Phật trên mặt nước, quyển chân lý số 20. Những quả sen, những hoa sen, những lá sen đều là ở trên mặt nước. Tuy chân gốc đều ở trong bùn nước mà đều cất vượt lên cao, và lá hoa quả chẳng dính nước bùn. Bùn ấy là chất nặng dơ lún xuống đáy sâu rã rời hột một. Có khác nào sự chết trơ không tự chủ vì cái ích kỷ lẻ loi của mọi chúng sanh ác quấy tội lỗi, nên phải bị đời sa thải dẫm đạp xuống bên chân thấp dưới. Mỗi hột đất là một cái tiểu gia đình, hay nhỏ hơn là một người một. Nước là xã hội thiện thanh cao ráo lớp trên, thường theo duyên trôi chảy. Sen vượt lên trên cao không trung là bậc xuất gia giải thoát, khất sĩ nhà sư. Lời nói của người tu ví như hoa sen, việc làm của người tu ví như lá sen, ý niệm của người tu ví như gương sen. Cả thể các pháp đều ở trên cao không trung, và không còn phải ô nhiễm nước bùn theo thế sự. Gốc sen người tu tuy còn tạm nương trong thế, tuy còn xin món ăn mặc ở bệnh nuôi thân, tuy còn đứng đi trong xã hội, mà tâm trí thì đã tách xa cao hẳn và đã khác sắc đổi hình. À, khác hơn nước đất là sen đã có sự sống linh hồn do đất nước. Cũng như người tu là do nhờ thiện ác mà nuôi tạo trí tâm, được giác ngộ hơn người trên thiên hạ. B. Đền ơn lại cho đất nước là sen hứng chịu nắng mưa, sương gió, cái tai nạn, sự động chạm từ bên ngoài đến vào trong nước đất. Lá hoa quả sen che chở giữ gìn sự yên lặng trong sạch bằng phẳng, sự sáng rỡ cho nước. Và cọng sen thì ngăn cản nước xoáy lộn trôi vòng, cọng sen làm cho nước đứng ngừng lắng buồn trong sạch. Những bậc xuất gia tuy không còn dính dấp với xã hội gia đình nhân loại, nhưng cũng đem thân mạng đền trả cho đời bằng gương nết hạnh, hiền lương và lời nói, việc làm, ý niệm, đạo lý, đem giúp đỡ cho xã hội gia đình bình yên trong sạch, sáng láng, nên mới được đứng vững lâu dài, không rối loạn. Cũng có đôi khi trong đời vật vã lớn lao, người ta không thể cản ngăn được, mà phải cần nhờ đến các nhà tu, các sư tăng gom hiệp lại hết thảy, đi đến chỗ chiến tranh xin tội chúng sanh. Các ngài khuyên lơn giảng giải sự ôn hòa,
vì lời nói của các ngài rất công hiệu, ấy bởi sự hành vi của đạo đức, cũng như sen kết lợp che trên mặt nước. Đạo đức là phép cản ngăn những sự bất hòa của gia đình xã hội, mà đạo đức thì không bao giờ làm việc và ở trong gia đình xã hội. Với lại biết ra sự lợi ích ấy, nên gia đình xã hội cũng không còn kéo níu tình nghĩa dính dấp đến đạo đức, chỉ nâng đỡ đạo đức riêng ngoài trên cao, ủng hộ lại cho đời bằng cách gián tiếp thôi. Sự tiến hóa của chúng sanh là từ gia đình đến xã hội mới đến đạo đức, bởi không theo đạo đức được nên mới lập ra gia đình xã hội lúc tạm để tập học hành đi tới. Như thế đạo đức có, còn gia đình xã hội vốn không, cũng như cha mẹ, anh em, con cháu là danh từ giáo lý tạm. Quan vua cũng là danh từ giáo lý tạm, để tập dạy cho người ác đến thiện, đến đạo đức, từ vật chất đến tinh thần, đến chân như. Từ sống bằng thân, đến sống bằng trí, và phải sống bằng tâm, cũng như giáo lý của người nhỏ, đến với người lớn và ông già kia vậy. Kìa như ông già, chân như đạo đức sống bằng tâm thì không có cái gì là bận rộn được cả. Hay như thế giới của những ông già sống chung nhau thì cũng không có giáo lý danh từ chi nữa. Hiểu như thế thì ai ai cũng phải đến với đạo đức, muốn đến với đạo đức, lựa chọn đạo đức, nâng cao đạo đức, khuyến khích đạo đức, dạy dỗ đạo đức. Mà luật pháp của gia đình xã hội là phạt trách kẻ ác, khen thưởng người thiện và ủng hộ giúp đỡ, đưa kẻ xuất gia giải thoát lên lớp trên cao. Trên lớp cao ấy là thật đúng, vì tất cả cũng như nhau, không còn chi phân biệt. Mô Phật. Trần thế cũng như cái sàn, gạo trộn ở trên sàn là đạo đức, còn tấm cám là phải lọt xuống trở lại đệm là cảnh đời. Đó, tức là sự rớt ở lại gia đình xã hội để chịu tội phạt học hành thêm nữa. Như thế là ai nấy cũng phải dọn mình bước lên đạo đức tất cả. Tất cả vua quan cũng phải giải thoát xuất gia. Tất cả chúng sanh ai cũng là khắc sĩ, xin học như nhau, y nhau, đúng theo chân lý lẽ thật mục đích, chứ không có sự khác nhau phân biệt như lớp dưới bước chân tạm của buổi ban đầu. Dầu ở trong lớp của vua quan lo cho dân chúng, các vua quan cũng nhận thấy mình còn tội lỗi, khổ nhọc, kém sự giác ngộ hơn nhà sư, và việc thế không rồi chi cả, không chắc chắn vững bền các vị ấy, rồi còn phải đi tu làm khất sĩ, làm tăng để bước qua một lớp tu học và giáo hóa chúng sanh nhẹ nhàng hơn. Nơi ấy, việc làm đạo đức tuy nhẹ nhàng hơn mà thấy chắc được kết quả, độ được một người nào là xong một người ấy. Vì khi họ giác ngộ rồi, tâm họ đã nhất định, không còn dời đổi. Cũng như học trò, lớp trên tuy ít mà chắc chắn hơn số đông đảo mệt nhọc của lớp dưới. Thật vậy, nơi cõi của người tu mới thật là đời đời, mới thật là ai nấy bằng nhau như nhau, không còn lộn xộn. Nếu trong đời thiếu đạo đức là không được, mà trong cõi đạo đức thì không còn có gia đình xã hội nữa. Vậy thì cõi đời sẽ là thế giới đạo đức ngày mai, khi trình độ chúng sanh đến lúc hết hồi tranh cạnh. Và luật pháp của xã hội gia đình là buộc tất cả đều phải tu xuất gia giải thoát. Cũng như ở lớp nhì lớp ba, thầy giáo dạy là bảo học trò phải lên lớp nhất mà bỏ cái lớp nhì lớp ba. Nếu người tại gia cư sĩ là phải về y theo khất sĩ xuất gia lên lớp, chứ chẳng nên đứng hoài một chỗ mà chịu tai nạn. Muốn hết tai nạn thì phải đi tới mới tránh khỏi. Hai ông vua gây cuộc chiến tranh là bởi thiếu đạo đức nơi chính giữa. Hai vị quan quan cầm ngòi bút gây lộn nhau là bởi thiếu đạo đức nơi chính giữa. Hai người quan võ giết lẫn nhau là bởi thiếu đạo đức nơi chính giữa. Hai người lính đâm chém nhau là bởi thiếu đạo đức nơi chính giữa. Mô Phật. Trong gia đình xào xáo đánh lộn là cũng bởi thiếu đạo đức nơi chính giữa. Chính đạo đức là phép giải hòa như bức tường hàng rào ngăn cản kẻ hơn thua gây việc, và là phép tu học y theo chân lý đúng đắn kết quả của con người. Bên trong mình của đạo đức là ngũ tạng, bên trong gia đình đạo đức là nồi cơm, bên trong xã hội đạo đức là tiền bạc. Không đạo đức
thì cái gì cũng chết hết. Cũng như ruột đau thì tay chân không cử động, không nồi cơm thì gia đình chết đói, không tiền bạc thì xã hội loạn ly. Trong xã hội đã loạn thì còn trong phương gì giữ nước, chống cự chặt ngòi cho được. Như thế là người ta phải chỉnh đốn đạo đức, chỉnh đốn cái tâm bên trong trước các công việc bề ngoài, cũng như ngũ tạng điều hòa thì tay chân mới có sức lực. Hễ thiếu đạo đức thì mọi sự đều thất bại, cũng như kẻ cũng như thế kẻ xông ra trận mạc tuy chiến sự là phải dùng chân tay à, nhưng mà trái tim là bị đứt là kẻ ấy phải chết, không còn chiến đấu gì đặng nữa. Trái tim thì tuy không hành sự mà thiếu nó thì tay chân không có máu. Kẻ có tinh thần là người không sợ chết, kẻ ấy như người tu không tham sân si, tự kẻ ấy biết ra lẽ phải, nghĩa vụ hy sinh, tức là kẻ ấy có linh hồn. Chính người tu là linh hồn của kẻ hy sinh chiến sĩ. Một người ấy sẽ thắng được 10 người. Quốc gia hưng thạnh là bởi do tinh thần, đạo đức, chứ không phải tại quan đông, tiền nhiều và không hiểu đạo. Mô Phật.